Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Y tế trong ngày. Thưa quý vị, theo chuyên gia thì năm nay virus EV71 đã tái xuất hiện. Đây là loại virus có khả năng gây dịch và làm cho tình trạng bệnh tay chân miệng biến chứng nặng. Đáng chú ý, không chỉ có các tỉnh phía Nam mà Hà Nội cũng đã ghi nhận hơn 1.200 trẻ vào viện vì tay chân miệng. Tính riêng từ đầu năm cho tới nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hơn 1.200 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến thăm khám. Đáng chú ý, trong số này có gần 500 bệnh nhi phải nhập viện điều trị. Trong số hơn 1.200 bệnh nhi mắc tay chân miệng, bệnh viện tiếp nhận có 30% nhiễm chủng virus EV71. Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, năm nay ghi nhận nhiều trẻ gặp biến chứng thần kinh hơn, điển hình nhất là viêm não. Bệnh nhân nhiễm chủng virus EV71 thường sẽ có diễn biến nặng hơn với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Với các trường hợp diễn biến nặng, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Từ tháng 4, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, đã ghi nhận tình trạng dịch tay chân miệng gia tăng mạnh. Nhiều ổ dịch xuất hiện ở khu vực trường học. Tại Hội nghị sữa toàn cầu lần thứ 16 được tổ chức tại thủ đô London của Vương quốc Anh trong hai ngày 21-22 tháng 6 vừa qua, Vinamilk, đại diện cho Việt Nam và cũng là doanh nghiệp duy nhất đến từ khu vực Đông Nam Á, đã mang tới câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình phát triển của ngành sữa Việt Nam song hành cùng với đất nước. Chủ đề của Hội nghị sữa toàn cầu năm nay là Reimagining Dairy, hình dung mới về ngành sữa. Với chủ đề này, tham luận Vinamilk không chỉ giúp hơn 200 đại diện đến từ các tổ chức, đơn vị hàng đầu trong ngành sữa thế giới tham gia hội nghị năm nay có được những hình dung mới về ngành sữa Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng từ những câu chuyện đặc biệt trong gần nửa thế kỷ phát triển của ngành. Chúng tôi phối hợp với các tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới để mà tận dụng những cái thành tựu tiên tiến trên thế giới về dinh dưỡng để áp dụng và phát triển những cái giải pháp dinh dưỡng đẳng cấp quốc tế phù hợp với thể trạng và điều kiện của người Việt. Đó là một cái nền tảng mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng để giúp cho ngành sữa Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai. Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị năm nay, ngay lần đầu tiên tham dự giải thưởng The World Dairy Innovation Awards 2023, giải thưởng ngành sữa toàn cầu về đổi mới năm 2023, Vinamilk đã được vinh danh tại hạng mục sản phẩm thay thế sữa với sản phẩm sữa 9 loại hạt Supernut, trải qua vòng sơ loại và lọt vào danh sách đề cử cùng 7 sản phẩm khác đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều bởi hành trình thành công của Vinamilk cũng như câu chuyện về bà Mai Kiều Liên mà Vinamilk đã chia sẻ ở đầu bài tham luận năm nay. Với quy mô hơn 5 tỷ đô la Mỹ và còn nhiều dư địa tăng trưởng, ngành sữa Việt Nam không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của một đất nước đang phát triển mạnh mẽ mà còn có được sự ghi nhận của thế giới về những bước tiến vượt bậc của ngành ở một đất nước hoàn toàn không có thế mạnh về sữa. Liên tiếp trong thời gian qua đã xảy ra nhiều trường hợp thương vong vì bị chó cắn, từ chó nhà nuôi cho đến chó thả rông ngoài đường. Điều đáng nói là tình trạng chó thả rông nhưng không dọa mõm vẫn diễn ra ở nhiều nơi, từ thành thị cho tới nông thôn, và rất nguy hiểm khi tấn công người. Bên cạnh đó thì người dân cũng chưa có ý thức đi tiêm phòng cho vật nuôi, hay thậm chí là sau khi bị chó cắn, họ cũng không nghĩ tới việc sẽ đi tiêm phòng để ngừa bệnh dại. Thời điểm này, cả nước đang bước vào những ngày hè nắng nóng và đây cũng chính là thời điểm mà bệnh dại có nguy cơ bùng phát và gia tăng trở lại. Bệnh nhi này bị hai con chó của nhà hàng xóm tấn công khi em đang dạo chơi ngoài đồng. Hậu quả là em đã bị chó cắn mất cả hai tai, mất một vùng da đầu và đa chấn thương vùng bụng. Hôm đó là cháu đi ra đi chơi với thằng anh ngoài đồng. Giờ nó về, nó kêu thằng anh về thì ra đến, chưa đến nơi thì chưa gặp được thằng anh thì hôm mai con chó nhà này nó thả ra cho nó đi, rồi nó lại nó cắn luôn, rồi cháu bỏ xuống đó, rồi nó hai con lại vồ nó cắn cháu. Con chó này cũng chó lạ, tôi chưa bao giờ tôi gặp, tôi thấy cái loại chó đó, con là 28 cân với một con 30 cân. Theo các bác sĩ, mặc dù không còn nguy hiểm đến tính mạng sau khi được cứu chữa, nhưng bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị để theo dõi chấn thương sọ não và các tổn thương vùng bụng. Các bác sĩ dù cố gắng hết sức
nhưng để bệnh nhân hoàn toàn bình phục cả về sức khỏe và thẩm mỹ là vô cùng khó khăn. Nếu mà thực sự là bị dại đó thì cái khả năng mà tử vong rất là cao, là 99%. Mà lỡ bị chó cắn thì chúng ta phải lưu ý theo dõi con súc vật đó, coi trong vòng 2 tuần con chó đó có bị chết hay không. Thì chết là có thể là do là dại là chắc chắn. Còn nếu như mà không chết nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận là đi tới cơ sở và dự phòng để mà chích ngừa cái bệnh dại. Liên tiếp trong thời gian qua, đã xảy ra nhiều trường hợp chó tấn công người gây hậu quả nghiêm trọng. Người thì tử vong, người may mắn hơn còn sống thì cũng mang thương tật vĩnh viễn. Trong số đó, có những con vật mà người ta cứ nghĩ chó ở nhà nuôi nên không làm sao cả. Những con chó nhà bình thường trông hiền lành, ngoan ngoãn, bỗng một ngày trở nên dữ tợn và tấn công chủ. Phần lớn thường là tấn công trẻ con khi không có người lớn bên cạnh. Còn những vụ việc chó hoang hay chó thả rông bên ngoài tấn công người thì cũng không hề ít. Là virus dại nó có cái gọi là một cái trạng thái ngủ yên. Khi mà virus dại từ cái nước bọt của con chó khi cắn vào thì nó đi vào trong máu rồi sau đó nó lại ngủ yên ở những cái bộ phận, ví dụ như ở gan, ở thận hoặc thậm chí là ở vùng tủy sống. Lúc nào đó người bệnh nặng có như là đương sự đó, họ bị giảm sức đề kháng giảm thì đưa đến là con virus dại nó bùng phát lên và nó gây bệnh. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền và tiến hành bắt giữ chó thả rông nhưng không dọ mõm. Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dù vi phạm nhưng cố ý chống đối, phản ứng gay gắt khi cơ quan chức năng làm việc. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm cho tới nay, cả nước đã có hơn 40 ca tử vong do bệnh dại. Bộ cũng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước về công tác tăng cường phòng chống bệnh dại. Bộ Y tế đánh giá năm nay, bệnh dại xuất hiện và tăng cao đột biến ở những tỉnh vốn không phải là khu vực trọng điểm về bệnh, có nguy cơ bùng phát bệnh và lây lan sang các khu vực khác. Vì vậy, Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó mèo nghi dại cắn và đồng thời tuyên truyền vận động người dân đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm phòng vaccine dại kịp thời. Thời gian qua, số người đến tiêm phòng bệnh dại tại các điểm tiêm ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao kỷ lục, phần lớn là do bị chó, mèo tấn công. Thời tiết mùa hè nắng nóng là yếu tố thuận lợi để bệnh dại bùng phát. Hôm qua bị chó đang đi cái nó cắn sâu trong cái cổ chân em, cái mà vết thương cũng không có nặng lắm, nó chỉ bị xước da là xíu. Hôm nay đó đi tiêm vaccine dại khoảng 400 ca và nó tăng khoảng 300% so với ngày thường. Theo ghi nhận của nhân đới thì hầu như là bệnh nhân đến bệnh viện nhân đới tiêm á thì đa số là từ độ 2 trở lên, một vài trường hợp bệnh nhân bị thú nuôi cắn từ 2 đến 3 vị trí vết thương. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế để được tiêm phòng ngừa bệnh dại ngay sau khi bị vật nuôi hay chó mèo tấn công. Bệnh dại, một cái vết thương do một con vật cắn mà để phòng dại thì chúng ta cần, thứ nhất là chúng ta phải lập tức rửa ngay vết thương bằng xà phòng với nước và xối xả dưới vòi nước trong vòng 10 đến 15 phút. Và nhớ rằng đừng băng kín vết thương. Và hãy đến ngay cơ sở y tế, đừng đắp cái gì lên, đắp tất cả những cái gì lên vết thương, mà hãy đến ngay cơ sở y tế để được xử lý vết thương đúng cách và để được khám, tư vấn, tiêm ngừa vaccine kịp thời. Theo các bác sĩ, đa số người dân quan niệm tiêm phòng dại ảnh hưởng đến sức khỏe, làm suy giảm trí nhớ, thậm chí là giảm tuổi thọ, nên không tiêm vaccine phòng dại khi bị chó cắn. Hậu quả là khi phát cơn dại thì không thể cứu chữa. Thực tế hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, vaccine phòng dại thế hệ mới là vaccine vô bào, chất lượng rất tốt và không có bất kỳ tác dụng phụ nào ảnh hưởng đến trí não, hệ thần kinh của người được tiêm phòng. Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân cần tiêm phòng vaccine phòng dại cho chó, mèo, vật nuôi trong nhà càng sớm càng tốt, theo khuyến cáo của ngành thú y. Hiện bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị, nên người bị chó mèo cắn cần nhanh chóng tiêm kháng huyết thanh và vaccine dại tại các cơ sở y tế. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Y tế trong ngày đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.